Lát Cát Tụy là một trong những nghiên cứu về toán nổi tiếng được thế giới biết đến của giáo sư Hoàng Tụy. Được công bố vào năm 1964 trên một tạp chí khoa học của Liên Xô, phương pháp Lát Cát Tụy đã khiến giới toán học thế giới ngạc nhiên và đến nay nó vẫn là một kết quả kinh điển. Anh là người đầu tiên nêu lên một phương pháp và đăng ở một tạp chí có uy tín, được người ta tôn trọng. Vì đăng lãnh Mỹ mà sai những thứ như thế mà lại có những công trình như thế là uy tín tinh thần là nhiều hơn. Uy tín tinh thần là kích động anh em nghiên cứu, kích động anh em làm. Biết chắc là bên cạnh mình có một người giỏi. Trong suốt sự nghiệp của mình, giáo sư Hoàng Tụy đã có hơn 150 công trình nghiên cứu về toán được công bố trên các tạp chí toán học quốc tế danh tiếng. Trong mắt các nhà toán học Việt Nam, giáo sư Hoàng Tụy không chỉ là một người thầy, người truyền cảm hứng, mà còn là người tạo điều kiện cho các nhà toán học trẻ Việt Nam phát triển. Thầy Tụy không chỉ là người ươm mầm, mà không tạo, tức là không phủ bóng và tạo cái bệ phóng cho rất nhiều cán bộ viện toán, thì mình là một trong những người may mắn được trực tiếp làm việc với thầy và được thầy giới thiệu, được thầy giúp đỡ, được thầy tạo điều kiện cho mình những cái có thể ra nước ngoài công tác. Năm 1990, cuốn sách này do giáo sư Hoàng Tụy viết chung với một nhà toán học người Đức được xuất bản lần đầu. Đến nay, cuốn sách vẫn được nhiều nhà nghiên cứu đánh giá là cuốn kinh thánh của chuyên ngành toán tối ưu toàn cục. Toán học Việt Nam có thể đã có những người vượt qua ông, nhưng đó là nhờ một phần đóng góp của ông.